Lô đất diện tích ngang 5 sâu 30, khu đô thị Becamex Chơn Thành Bình Phước giai đoạn 2 chỉ 800 triệu có những tiềm năng gì, xung quanh như thế nào? Chúng ta cùng Trọng Thơ xem hình ảnh qua hình ảnh Playcam nha. Let's go. Vâng, và trước mắt chúng ta là hình ảnh thực tế của vị trí đất nha quý vị. Vị trí đất của chúng ta cách lô góc chỉ 2 lô, chỉ 2 lô nha quý vị, cách lô góc chỉ 2 lô. Với diện tích ngang 5 x 30, vị trí đất nằm trục đường song hành trục đường D1 trục đường N9B song hành trục đường D1 rộng 50 m, rẽ phải theo đường D1 chúng ta sẽ ra vòng xoay đường Hồ Chí Minh và ra công nghiệp 2076 ha. Rẽ trái chúng ta cũng ra khu công nghiệp giai đoạn 1 450 ha nha quý vị ơi. Và từ vị trí đất chúng ta di chuyển lên góc ngã ba trục đường N9B và đường D3, chạy thẳng rẽ phải chúng ta sẽ ra quốc lộ 14 và ra 3 trường mầm non cấp 1, cấp 2 Minh Thành. Và chạy thẳng trục đường D1 rộng 50 m thì chúng ta sẽ ra Becamex giai đoạn 1 chứ quý vị, ra Becamex giai đoạn 1. Và tại đó thì các công ty đã hoạt động và đã có trụ sở văn phòng chính của Becamex hoạt động tại khu vực này nha quý vị ơi. Với một vị trí ngang 5 sâu cho 30, 2 lô liền kề, giá hiện tại chỉ 800 triệu một nền này chỉ 800 triệu thì chúng ta có thể sở hữu vị trí này để đầu tư hoặc xây ở an cư lạc nghiệp. Đầu tư tại khu vực này thì chúng ta yên tâm là đầu tư an toàn và hiệu quả, vì kế bên những vị trí đất của chúng ta có dân cư sống rất là đông đúc rồi. Và cũng từ vị trí đất này chúng ta di chuyển ra trung tâm thị xã Chơn Thành nha quý vị, trung tâm hành chính thị xã Chơn Thành chỉ 1,5 km Và từ đây chúng ta di chuyển ra ngã tư Chơn Thành cũng chỉ 3 km. Với một vị trí đầy tiềm năng, giáp dân, giáp trường học, giáp các chợ và dân cư đã về đây sống thực tế tại khu vực này. Hạ tầng thì đã được đổ nhựa và cây xanh đã được trồng. Thì khu vực này thì mặt tiền quốc lộ 14 thì Trọng Thơ xin chia sẻ, mặt tiền quốc lộ 14 giá đất hiện tại dao động từ 700 đến 800 1 m ngang, và sở hữu được 5 m ngang thì chúng ta sẽ bỏ ra khoản tài chính là từ 5 cho đến 6 tỷ. Thì chỉ cần di chuyển vào vị trí mà Trọng Thơ mới gửi tới quý hàng giá chỉ 800 triệu một mét vuông, một sản phẩm 150 mét vuông. Thì đây là cơ hội để chúng ta đầu tư vào bất động sản công nghiệp. Thì có công nghiệp thì có con người và sẽ có nhu cầu ăn ở, sinh hoạt và lao động tại khu vực này. Liên hệ ngay Trọng Thơ qua số điện thoại 0962 854 858 để sở hữu một trong vị trí đẹp nhất tại khu công nghiệp và đô thị Becamex Chơn Thành Bình Phước. Hẹn gặp lại quý hàng ở những video tiếp theo.